Và trên màn ảnh của chúng ta đó chính là võ sĩ Nguyễn Tuấn Vũ đến từ Coi Fitness của thành phố Hồ Chí Minh. Sinh năm 1994 với tư thế thủ là Orthodox. Chiều cao 1m69. Và bắt đầu tập kickboxing vào năm 2019 và thi đấu tại giải vô địch quốc gia vào năm 2020 và 2021. Và đây sẽ là trận đấu ra mắt sàn boxing chuyên nghiệp của Nguyễn Tuấn Vũ. Và săn sóc trong góc đài của Nguyễn Tuấn Vũ đó chính là Trần Hoài Linh, một võ sĩ đã có mặt tại VSP Pro 2 vào tháng 2 năm 2023. Và trên màn ảnh của chúng ta là tay đấm ở góc đài xanh Nguyễn Tuấn Vũ với chiều cao 1m69. Năm nay đã 29 tuổi, chúng ta có một khoảng cách rất lớn về tuổi tác, nhưng kinh nghiệm thì ngược lại. Và trọng tài Phương Gia Linh đã sẽ là người điều khiển trận đấu này. Trọng tài Phương Gia Linh đang làm những thủ tục cuối cùng. Và trên màn hình của chúng ta, võ sĩ Nguyễn Tân Thành ở góc đài màu đỏ và Nguyễn Tuấn Vũ ở góc đài xanh. Khoảng cách tuổi tác là 12 tuổi, thì Nguyễn Tuấn Vũ năm nay đã 29 tuổi. Còn Nguyễn Tân Thành thì mới 17 tuổi, nhưng kinh nghiệm thì lại là trái ngược. Và vừa rồi, lại là một tình huống tại sau đến từ Nguyễn Tân Thành, rất chính xác. Tiếp tục là một đòn đấm số 2, chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ ràng với tốc độ. Có vẻ như Tuấn Vũ đang quá căng cứng. Rất kinh nghiệm đến từ Nguyễn Tấn Thành khi khóa tay sau của đối phương. Trong boxing thì các kỹ thuật ôm ghì không được phép ghi điểm. Tuy nhiên, nó là những gì cần thiết các võ sĩ cần phải học để phòng thủ, duy trì các sự phòng thủ khi áp sát. Đây là một tình huống như vậy. Các bạn có thể thấy những võ sĩ kinh nghiệm thì họ luôn luôn biết cách phòng thủ ở trong những cự ly gần. Ví dụ điển hình như Roberto Duran. Roberto Duran, một huyền thoại của boxing sinh thế giới, nổi tiếng với những kỹ thuật đánh gần. Thậm chí là chúng ta vẫn thường nói rằng ông có những đòn đánh từ điểm mù khi mà ông không cần quan sát. Đúng là như vậy, và tình huống vừa rồi là tình huống khóa tay của Nguyễn Tân Thành cũng tương tự như Roberto Duran vậy. Tôi tin rằng đây sẽ lại là một trận đấu chênh lệch. Tôi nghĩ là như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng hiện tại thì Nguyễn Tấn Thành đang để cho đối phương tấn công trước, nhưng anh mới là người có những pha phản đòn chất lượng hơn. Tôi nghĩ Nguyễn Tấn Thành đang để cho đối phương tự do trước để tiêu hao thể lực của đối phương ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên. Những dữ liệu của Nguyễn Tuấn Vũ cũng không quá khó để có thể đọc được. Thì võ sĩ này giữ thế thủ high guard, thế thủ cao tay khá là thụ động, và như anh Quang Đạo có nói là tương đối căng cứng. Như các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình, những đòn đấm cũng không quá đa dạng đến từ Nguyễn Tuấn Vũ. Và chúng ta có thể thấy rằng ngay lập tức khi mà Nguyễn Tuấn Vũ lơi là phòng thủ sau các tình huống tấn công thì là câu trả lời của Nguyễn Tấn Thành. Và đặc biệt các tình huống ra đòn đấm của Tuấn Vũ cũng có phần cứng hơn khi vung tay. Anh không có được sự thả lỏng. Anh ta đang tập trung quá nhiều sức mạnh vào đòn đấm, mà điều đó là điều không nên trong boxing, vì vũ khí của bạn chỉ là hai đôi tay mà thôi. Chính xác là chúng ta vẫn thường có một câu nói, đó là thả lỏng thì sẽ có được tốc độ, mà khi có được tốc độ thì chúng ta mới có được sức mạnh, chứ không phải chúng ta nên bắt đầu bằng việc gồng cứng các cơ bắp ngay từ những thế thủ. Vâng, vừa rồi thì hiệp thi đấu chúng ta vừa kết thúc. Và chúng ta có thể không quá khó để nhận ra rằng ưu thế đang nghiêng về Nguyễn Tấn Thành, võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Và có vẻ như những tay đấm
từ câu lạc bộ boxing Thành phố Hồ Chí Minh đang có được một màn thi đấu tại VSP Pro 10 tương đối tốt. Tất nhiên là trường hợp của Nguyễn Đình Phong Quân là một trường hợp đặc biệt, khi mà đối thủ của anh là Phạm Vũ Thường, một võ sĩ đã có rất nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là chênh lệch rất lớn về kinh nghiệm. Nhưng hiện tại nếu nhìn vào những màn trình diễn của Nguyễn Hoàng Việt, của Nguyễn Tuấn Kiệt vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng câu lạc bộ boxing Thành phố Hồ Chí Minh đang có những đại diện rất sáng giá, rất tiềm năng, rất sáng giá. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên họ đến với VSP Pro. Đúng, đúng như vậy, vì trong quá khứ thì họ đã có rất nhiều võ sĩ đã từng tham gia VSP Pro. Tuy nhiên là do, có thể là do bất lịch thi đấu từ những địa phương hoặc có những nhiệm vụ khác. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy những gương mặt mới. Tất nhiên rồi, hiệp thi đấu thứ hai ở hạng cân 59kg giữa Nguyễn Tấn Thành góc đài đỏ và Tuấn Vũ ở góc đài xanh. Khi nhìn vào thì chúng ta có thể thấy thể trạng, thể hình của Tuấn Vũ có vẻ tốt hơn. Tuy nhiên anh ta đã quá cứng. Một quyết định hơi vội vã đến từ Nguyễn Tấn Thành khi trao đổi đòn cùng với Tuấn Vũ. Rõ ràng là những giải đấu VSP là những sân chơi cực kỳ hữu ích cho những võ sĩ tiềm năng. Vì đây không chỉ là một giải đấu được ghi nhận trên BoxRec, mà chúng ta còn có thể xem như nơi đây là một nơi tập luyện cùng nhau để có được những thành tích và làm quen dần với những sân chơi lớn hơn. Chính xác thì mô típ của VSP Pro sẽ là nơi những thủ tục, những yêu cầu của một sự kiện, của một trận đấu boxing chuyên nghiệp được đảm bảo. Từ việc vấn đề cân ký, từ vấn đề luật, trọng tài, tất cả đều được thực hiện theo quy chuẩn quốc tế của Tổ chức Boxing Việt Nam và VBO, và dựa trên những bộ luật của WBO, WBA, WBC hay là IBF. Và tôi tin rằng đây là một trải nghiệm thực sự tốt đối với các võ sĩ Việt Nam, khi mà hiện tại thì cơ hội để thi đấu boxing chuyên nghiệp là không nhiều. Vậy vì hiện tại sân chơi của boxing chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện tại quá ít, vì chúng ta chỉ có thể xoay đi xoay lại chỉ vài nơi có thể tổ chức những sự kiện. Chính xác, ví dụ như bản thân tôi là một người sinh sống và làm việc tại Hà Nội thì hoàn toàn không có bất kỳ một sự kiện boxing chuyên nghiệp nào. Và như tôi đã nói ở đầu sự kiện này, đó là tất cả các trận đấu phải được tổ chức, phải được giám sát theo một quy trình chuyên nghiệp, và đặc biệt là với những chuyên gia quốc tế. Nhưng rất đây... chính xác, rất chính xác. Và vừa rồi chúng ta lại vừa thấy một pha đấm tay sau chính xác từ Nguyễn Tấn Thành. Nguyễn Tấn Thành đang rất thoải mái. Dường như Tuấn Vũ vẫn chưa tìm thấy được một cự ly thích hợp cho mình. Và chúng ta có thể thấy đôi chút sự do dự của Nguyễn Tuấn Vũ, khi mà mọi tình huống áp sát của anh đều bị phản đòn rất mạnh mẽ từ Nguyễn Tấn Thành. Nhưng tuy nhiên thì Nguyễn Tuấn Thành có vẻ như hơi vội vã trong những quyết định của mình khi liên tục đổi đòn cùng Tuấn Vũ. Tuy nhiên là những đòn đấm của Tuấn Vũ tương đối khá lộ, không khó để đón những đoán những đòn đấm đến từ võ sĩ ở góc đài xanh. Một tình huống ra đòn sau khi tiếng chuông đã vang lên từ phía Nguyễn Tuấn Vũ. Và chúng ta đang tới với sự kiện VSP Pro lần thứ 10, nằm trong chuỗi sự kiện boxing chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. VSP Pro được tổ chức bởi VSP Promotion cùng với Tổ chức Quyền Anh Việt Nam VBO. VSP Pro sẽ được diễn ra vào thứ bảy cuối cùng của các tháng. Và đây sẽ là cơ hội để các võ sĩ Việt Nam thử nghiệm, thử sức bản thân trên sàn đấu boxing chuyên nghiệp. Các trận đấu của họ sẽ được ghi nhận thành tích vĩnh viễn trên BoxRec, là trang thông tin boxing chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Rất uy tín, một trang boxing rất uy tín của thế giới, như bình luận viên Nam Khánh cũng và các bạn cũng đã biết. Chúng ta vẫn, sự thật đó là nếu không biết đến BoxRec thì bạn không nên nhận mình là một người hâm mộ của boxing chuyên nghiệp. Vậy thì các bạn còn chần chờ thì nữa, tại sao lại không đến để đăng ký và tham dự đi? Chính xác.
hiệp thi đấu thứ 3, nhịp độ trận đấu có vẻ chậm lại ngay từ phút đầu tiên. Có một điều tôi khá thắc mắc rằng Nguyễn Tấn Thành có gặp một chút bối rối nào không với kiểu đánh của Nguyễn Tuấn Vũ, khi mà những tình huống phản đòn của anh chính xác, sự chính xác thì đã có nhưng uy lực thì lại chưa thực sự tốt. Đôi khi những điều mà hơi khác thường cũng sẽ có thể khiến chúng ta trở nên bối rối, đặc biệt là khi mà chúng ta gặp những người này ở những trận đấu đầu tiên. Chúng ta có thể thấy sau những tình huống tấn công thì Nguyễn Tuấn Vũ thường hụp người xuống ngay lập tức, và vô hình chung điều đấy lại khiến cho các tình huống trả đòn của Tấn Thành lại không đi đến đích. Nhưng thật ra đó chính là một trong những điều rất cơ bản của boxing sinh, đó là đấm và không bị đấm. Chính xác là như vậy. Tuy Tấn Thành có lợi thế trong việc kiểm soát trận đấu, tuy nhiên là anh ta có một chút bối rối nào đấy khi mà tìm những đòn tấn công của mình. Tôi đang nghĩ tới việc Tấn Thành nên khai thác thêm phần bụng của Tuấn Vũ. Những pha giữ cao tay thủ và tiến vào khá khó hiểu của Tấn Thành. Ngay ở những tình huống đánh jab vừa rồi, chúng ta cũng không thực thấy được độ nảy của đòn đấm. Tôi nghĩ có lẽ như có vẻ như Tấn Thành đang khá bối rối đối với đối thủ của mình. Anh ta gần như là không đoán được đối thủ của mình đang làm gì cả. Tôi hiểu việc nếu thực sự một võ sĩ đang không biết đối thủ đang làm gì thì tốt nhất là nên để họ đánh trước và chúng ta phản đòn. Tuy nhiên các tình huống phản đòn của Tấn Thành lại, như tôi đã nói, không có được một độ hoàn hảo nhất định cả về cự ly lẫn uy lực. Chúng ta có thể thấy nhưng máu đã chảy trên khuôn mặt của Tấn Vũ. Và Tấn Thành nên khai thác điều này. Nên khai thác. Tiếp tục là những cú đấm số 2. Chúng ta có thể thấy tầm nhìn của Tuấn Vũ đã bị ảnh hưởng rõ ràng rồi. Vâng, cho thấy một tình huống rất kinh nghiệm của Tấn Thành, đó chính là tì đầu vào vùng bị thương của Tuấn Vũ để khiến cho tầm nhìn của anh ta bị giảm lại và từ đó có thể khai thác những đòn tấn công của mình. Húc đầu là không được phép trong boxing, nhưng tì đầu ở cự ly áp sát thì có thể gọi là một tiểu xảo. Một tiểu xảo thật sự là tuy có thể nói là không nên nhưng rất cần thiết. Chính xác, nếu bạn muốn giành chiến thắng. Đây là một trận đấu chuyên nghiệp và chúng ta vẫn thường nói là chúng ta làm những gì luật thi đấu không cấm, chứ không chỉ đơn giản là làm thực hiện những gì mà luật thi đấu cho phép. Chúng ta cùng quan sát vết thương của Nguyễn Tuấn Vũ. Đây là một trong những tình huống tôi thấy cảm thấy Tấn Thành hơi bối rối, có phải bối rối với Nam Khánh. Và đây là pha ra đòn khiến cho mắt của Tuấn Vũ chảy máu. Đó là một đòn đánh sượt qua mí mắt của Tuấn Vũ. Và không giống như boxing nghiệp dư thì đối với boxing chuyên nghiệp, khi vết thương phải thực sự nặng và ảnh hưởng và ảnh hưởng tới tầm nhìn và khả năng, chúng ta vẫn gọi là sự an toàn tới mạng sống của võ sĩ, thì trọng tài mới yêu cầu sự can thiệp từ bác sĩ. Và trên màn của chúng ta là một vị trọng tài vừa đạt tiêu chuẩn của WBO vào tháng 11 vừa qua tại Hồ Tràm Strip. Chính xác là sự kiện WBO Global Title Match vừa qua thì VBO cũng đã tiến hành một khóa đào tạo trọng tài theo tiêu chuẩn của WBO, là tổ chức boxing thế giới, là một trong 4 tổ chức lớn nhất của quyền Anh chuyên nghiệp. Và đây đã là hiệp thi đấu thứ 4 rồi. Thì hiện tại tôi vẫn thấy là Tấn Thành vẫn đang chưa hiểu đối thủ của mình. Một
thế trận tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Đáng lẽ rằng Tấn Thành sẽ có thể kết thúc trận đấu, tôi thậm chí tôi tin rằng đây có thể là chiến thắng knockout kỹ thuật thứ hai của anh ấy. Tôi không hề có ý chê hay là có ý thiếu tích cực gì về phía Nguyễn Tấn Thành, nhưng đáng lẽ tôi hy vọng rằng anh ấy đã tôi hiểu ý của bình luận viên Nam Khánh. Tôi hiểu ý của bình luận viên Nam Khánh, nhưng có lẽ là vì do anh ta đã từng phải đối mặt với rất nhiều võ sĩ được đào tạo bài bản, cho nên là lần này khi mà gặp một võ sĩ tương đối ngẫu hứng như thế này thì anh ta có vẻ như là đang có một chút gì đấy, anh ta đi theo không đúng theo quy trình lắm. Nhưng tôi vẫn tin, chắc chắn chúng ta vẫn có thể tin rằng chiến thắng sẽ nằm trong tay của Tấn Thành. Vâng. Dù vậy thì điều đó vẫn còn phải đợi sau hơn một phút nữa, thì đó là thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ tư. Nếu không có gì thay đổi thì trận đấu này tôi chắc chắn tin rằng chiến thắng sẽ nghiêng về Tấn Thành. Một phút cuối của hiệp thi đấu thứ tư. Trong trận đấu này thì chúng ta vẫn chưa thấy những tình huống khai thác vào vùng body shot của đối phương đến từ cả hai võ sĩ. Và phía trước chúng ta sẽ là 3 trận đấu nữa ở các hạng cân 59kg, 55,2kg và 49kg. Tại sự kiện lần này do đã có 2 trận đấu mà kết thúc bằng knockout kỹ thuật khá sớm, cho nên là có thể là trận đấu hiệp sự kiện này của chúng ta sẽ kết thúc rất sớm. 20 giây cuối cùng của trận đấu giữa Nguyễn Tấn Thành ở góc đài đỏ và Nguyễn Tuấn Vũ ở góc đài xanh. Chúng ta có thể thấy đến lúc này thì các pha ra đòn của Tuấn Vũ lại càng lộ liễu hơn, khi anh thậm chí đã nhấc chân và bước vào trong mỗi tình huống đánh tay trái. Rất giống với những tình huống đánh của Muay Thái, rất giống với những động tác vào đòn của Muay Thái. Thật ra là không quá khó hiểu khi hầu hết những gym ở Việt Nam hiện nay, những phòng tập của Việt Nam hiện nay đào tạo kickboxing theo xu hướng mô típ của Muay Thái. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi bảng điểm. Trong trận đấu này thì tôi thấy có vẻ như Tấn Thành đang trúng đòn cũng khá nhiều. Mặc dù là những đòn đấm của Tuấn Vũ thật sự là rất lộ khi đứng đối diện với cả Tấn Thành. Vâng, thưa quý vị, và trận đấu thứ tư của chúng ta đã kết thúc. Và trên tay tôi là kết quả đến từ ban giám định, số điểm được đưa ra 39-37, 39-37, 40-36 và 40-36. Và đây là một kết quả thắng đồng thuận đến từ võ sĩ ở góc đài màu đỏ Nguyễn Tấn Thành. Và xin chúc mừng anh đã giành được chiến thắng thứ hai trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Thật sự đây có thể là một trận đấu chưa đúng với sức của Nguyễn Tấn Thành cho lắm, vì tôi nghĩ anh ta có thể làm tốt hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn xin chúc mừng anh. Và trên màn ảnh